Ánh Hương xin kính chào khán giả của VNTV. Dạ kính thưa quý vị, vào tháng 9 ngày 21 vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu đã được tổ chức tại Saigon Performing Arts Center ở Fountain Valley. Và kính thưa quý vị, với Ánh Hương hôm nay là cô Gabby Nguyễn, một thí sinh đã đạt được giải Hoa hậu Duyên dáng Việt Nam toàn cầu. Ánh Hương xin chào đón Gabby với khán giả của VNTV và cảm ơn Gabby đã bỏ thời gian ra để đến với đài của VNTV hôm nay. Dạ, Gabby Nguyễn xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài VNTV và xin chào chị Ánh Hương. Gabby, em đã thi và đã thắng trên 50 thí sinh để đạt được giải này. Vậy thì Gabby có thể cho khán giả biết lý do gì mà Gabby đã quyết định tham dự vào buổi cuộc thi này vào tháng 9 ngày 21 vừa qua? Em đã được nghe đến Trung tâm Kim Lợi tổ chức một cái chương trình Hoa hậu rất là quy mô, hoành tráng từ lâu. Nhưng mà em nghĩ là mình không có đủ cái tự tin để mà tham dự. Nhưng mà nhiều bạn bè cũng động viên và em nghĩ rằng cái chương trình này một cái chương trình lớn, quy tụ rất là nhiều chị em phụ nữ trên toàn thế giới, trên toàn nước Mỹ. Cho nên em nghĩ đây là cái cơ hội để mình có thể học hỏi, giao lưu với các người đẹp đã rất thành công trong lĩnh vực riêng của mình. Nên em mới tự tin mạnh dạn đăng ký tham gia. Vậy thì trong cuộc thi đó, Gabby có thể cho khán giả biết Gabby đã có những đề tài gì mà Gabby có phải thi trong buổi tham dự ngày hôm đó? Dạ, chương trình thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tổ chức rất là nhiều vòng thi áo dài, vòng thi áo tắm, vòng thi áo dạ hội, vòng thi ứng xử, cũng như là những cái phần thi phụ khác, cho nên những thí sinh được có cơ hội để có thể thể hiện hết mình, không phải chỉ với ống kính mà là trong đời sống hàng ngày chúng em cũng có những cái thời gian để tập luyện với nhau, để học hỏi nhiều kinh nghiệm với nhau. Vậy thì cái thời gian, từ cái thời gian mà em ghi danh cho tới thời buổi thi hôm đó thì thời gian đó là bao lâu và những cái em phải làm những cái gì để mà chuẩn bị cho cái buổi thi ngày hôm đó? Dạ, từ lúc mà ghi danh cho đến đêm chung kết, từ vùng sơ kết tới vòng chung kết thì khoảng là 3 tháng. Và trong suốt thời gian đó thì ban tổ chức có đưa ra những cái hướng dẫn, những cái yêu cầu đặc biệt để cho thí sinh có cái biết cách mà tập luyện vừa giữ sức vừa giữ thể hình, cũng như là cách thể hiện mình ở trước ống kính, làm sao đem đến cho khán giả cái hình ảnh đẹp nhất về người phụ nữ Việt Nam. Khi mà nói về cuộc thi Hoa hậu thì có rất là nhiều người có sự ủng hộ trong đó, nhưng cũng có một số người có vẻ nghi kỵ, nói tại sao phụ nữ chúng ta phải đem vẻ đẹp ra mà thi với nhau. Vậy thì em nghĩ gì về những cái cảm tưởng đó? Vâng, em được nghe cái điều này rất là lâu rồi, rất là nhiều lần rồi. Đó cũng chính là một trong những động lực mà thôi thúc em đi thi. Bởi vì em nghĩ rằng mọi người cần có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc thi Hoa hậu. Không phải chỉ là thi thố hình thể, mà khi đến với cuộc thi Hoa hậu, các thí sinh còn có cái cơ hội để bày tỏ những cái tài năng của mình, bày tỏ những cái nguyện vọng, những cái chương trình thiện nguyện, những cái chương trình từ thiện. Bởi vì hầu hết các cuộc thi Hoa hậu đều là có cái mục đích là giúp cho mọi người chung tay với nhau, giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Cho nên em nghĩ cái ý nghĩa to lớn, ý nghĩa sâu sắc nhất của những cuộc thi đó là kêu gọi nhiều người hướng đến những cái công tác thiện nguyện, những công tác xã hội. Đó là cái ý nghĩa cao đẹp. Vậy thì khi mà em đạt được giải này thì từ giờ và cho tới cho trong hết thời kỳ của em thì em có những cái dự định gì với cái tương lai và vương miện của em? Em nghĩ rằng có rất là nhiều, em ấp ủ rất là nhiều những cái ước mơ, những cái hoài bão. Cũng giống như em đã nói là cuộc thi Hoa hậu cái mục đích chính là hướng đến cộng đồng. Cho nên em có rất là nhiều cái dự định. Nhưng mà hiện tại thì em nghĩ là em tập trung vào cái việc kinh doanh của mình để phát triển việc kinh doanh. Để qua đó em có thể kêu gọi nhiều mạnh thường quân chung tay với em. Một mình khả năng của em thì rất là giới hạn. Nhưng mà khi có nhiều người, đặc biệt là nhiều doanh nhân, nhiều doanh nghiệp cùng chung tay thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc lớn lao cho cộng đồng. Gabby, khi mà mình bắt đầu đàm thoại buổi hôm nay thì Gabby có nói rằng là mới đầu Gabby cũng không có chắc chắn là muốn tham dự hay không, vì mình cũng không có cái sự tự tin. Vậy nếu có những thí sinh khác muốn tham dự và cũng thiếu cái sự tự tin như vậy thì Gabby có những lời khuyên nào cho những em đó? Như là em đã giới thiệu lúc đầu là em cũng là một người rất là nhút nhát, em không có dám tham dự bất cứ một cuộc thi sắc đẹp nào hết, bởi vì mình không có tự tin về bản thân của mình. Nhưng mà khi em đăng ký tham gia thì em phát hiện ra một điều, đó là người phụ nữ của chúng ta đã được mệnh danh là phái đẹp rồi, không có người phụ nữ xấu. Cho nên khi chúng ta
tự tin thì chúng ta có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Có thể chúng ta không phải là đẹp nhất, nhưng mà chúng ta là duy nhất. Chúng ta có thể không chỉ đẹp ở ngoài hình thể mà chúng ta có nhiều nét đẹp khác. Chúng ta có thể tỏa sáng nét đẹp tâm hồn, nét đẹp đạo đức, nét đẹp học thức. Cho nên em động viên tất cả quý chị em phụ nữ, đó là chúng ta hãy cứ tự tin vào bản thân của mình. Bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng có thể là những người đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ hình thức lẫn bên trong. Em cảm ơn. Gabby có đề cập tới là em muốn tham gia với những doanh nhân khác để tạo ra những cơ hội và những sự từ thiện. Theo anh Hương biết thì hiện bây giờ Gabby đang làm real estate. Yeah. Vậy thì Gabby có thể nói ngoài vương niệm của mình ra thì trong ngành real estate có thể bành trướng như thế nào để mà có thể giúp với xã hội? Công việc của em là một chuyên viên địa ốc. Em giúp cho mọi người thực hiện cái giấc mơ an cư lạc nghiệp. Em giúp cho mọi người có thể mua bán nhà cửa hoặc là những cơ sở thương mại. Qua đó em thấy rằng có nhiều người có nhu cầu về nhà đất, và em giúp cho họ thực hiện giấc mơ cũng là một cái phần mà em thấy rằng mình đang giúp ích cho cộng đồng. Và việc thứ hai đó là em thấy qua cái công việc của mình, khi mình kinh doanh, mình gặp được nhiều người, gặp gỡ được nhiều doanh nhân, thì rất là nhiều doanh nhân khi họ thành đạt rồi thì họ cũng có cái nhu cầu hướng về phía những cái công việc thiện nguyện để giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn. Cho nên em nghĩ cái công việc của em đã có thể kết nối mọi người. Khi mà em có một cái kế hoạch cụ thể, em có thể kết nối nhiều doanh nhân, nhiều doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ cho những người đang gặp bất hạnh, không phải chỉ ở tại đây mà còn ở tại Việt Nam nữa. Dạ, như quý vị đã thấy, không những là giai nhân và là doanh nhân, và quý vị thấy cái đó là cái lý do mà tại sao Gabby đã được đoạt giải Hoa hậu duyên dáng Việt Nam hoàn cầu. Kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đến với chương trình VNTV hôm nay. Và nếu có những em nào có những mơ mộng thì như các em đã thấy, chúng ta luôn luôn có thể có cơ hội đó nếu mà chúng ta mạnh dạn tin tưởng vào khả năng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn quý vị vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.